con sẽ quay lại ngay ạ. Mẹ ơi, có quái vật búp bê xanh ở đằng kia. Thôi nào, làm gì có đâu. Selena, mẹ sẽ quay lại ngay. Thật thú vị, để xem bên ngoài cửa sổ có gì nào. Xanh đang đi theo con. Selena, quái vật búp bê xanh gì chứ? Con có vẻ căng thẳng quá rồi đấy. Hãy ra ngoài bãi biển với mẹ nhé. Selena, lại chuyện gì nữa đây? Lại quái vật búp bê xanh à? Ừ, kìa. Ở đâu Selena? Không có ai ở đây. Đừng giả vờ nữa. Selena, dậy đi. Selena, Selena, dậy đi. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Là quái vật búp bê xanh, không phải là quái vật đầu loa sao? Hả? Đó là con gì thế? Đó là mèo hoạt hình. Ồ, đúng thế, đó là mèo hoạt hình. Yay!